tính điểm, nó tính điểm xong rồi bắt đầu nó chạy thẻ ra. Thôi đủ rồi nha. Rồi đợi xíu, từ từ nói, từ từ, bá nổi gà đứt rồi đó thấy không. Rồi cầm chung vô đi, quẹt một cái thôi. Rồi xong rồi, vô đánh với chế, chuẩn bị, nó sáng đèn lên đánh nè. Rồi qua chơi nữa, tự qua chơi đi, dánh ngõ vô cái kia, dánh gọi vô cái này, gọi vô nè. Không chơi thì thôi đó, à, cuối chơi nè, rồi nửa khỏi chơi luôn đây, nghỉ chơi luôn, chè ché chơi kìa. À, dánh thấy cái nào sáng đèn dánh quýnh vô, cao quá cao quá, quýnh ở dưới đi, dánh quýnh ở dưới đây, ba quýnh bên này ra. Rồi dánh quýnh bên này kia đi, ba quýnh cao cao cho nè nè nè, kè kè kè, ngó 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 vô, ngó vô chỗ nào có. Mấy điểm, mấy điểm? 87 điểm. Lên xíu, từ từ, từ từ, từ từ, từ. Rồi sao? Rồi rồi nhét vô, cho máy nó ăn thẻ đó, cho cái máy nó ăn cái thẻ. Ờ, cho nó ăn rồi nó tính điểm cho. Để chú nhét trước đi. Rồi, từ từ, từ từ. Đọc đi. À, đọc làm đi. Đó, nó ăn thẻ đó. Từ từ. Đâu có ra đâu, nó đâu có ăn tay đâu, nó ăn thẻ mà. Ở dưới á, ở dưới. Ừ. Xuống nữa. À. Dánh được 72 điểm. Đó, đâu bạch tuyết nè. Đổi cái gì nữa nè. À, ba lô là phải để dành 5.000 điểm để đổi ba lô. Này là mấy đồ chơi nhỏ. Đồ chơi nhỏ thì rẻ lắm hả? Ừ. Elsa là 800 điểm. Còn cái gì? Em của Elsa tên gì? Anna. Ủa em của Anna đây. Em cá. Ủa cái này là Anna mà. Doraemon trượt dáng tới 8.000 điểm lận, mắc hơn cái ba lô nữa. Còn mấy con búp bê nữa nè. Dạ, mấy con búp bê này. Mấy con búp bê 1.500 điểm. Mắc hay rẻ. Má, dánh đòi đổi ba lô mà, đổi ba lô phải để dành nhiều điểm lắm. Đợi đi, đợi để dành đi, mốt ra đủ 5.000 điểm rồi đổi cái ba lô. Dám mua nhiều quá là mốt dám không có tiền đổi ba lô. Ngẫu nhiên chỉ ra ngẫu nhiên.